Em xin chào cả nhà đã quay lại kênh bác Sở Việt Nam nay là nói đầu tiên xin kính chúc quý cô chú và anh chị trong và ngoài nước Thứ nhất là được nhiều sức khỏe Cái đó là được bình an bên gia đình và người thân nha Và hôm nay em gửi đến anh chị một sản phẩm là một căn nhà giường nghỉ dưỡng nha anh chị Hiện tại là trồng đủ loại trái cây hết nha đặc biệt là trồng bưởi nhiều nhất nha anh chị căn nhà thì chủ đang ở luôn nha đường đa là, là đường đa là 3 mét nha chị căn nhà này thì lúc trước lúc gian dịch đó chị chủ có gọi bên em nay em quay lại xin phép anh chị ha thì đợt này thì chủ giảm cực mạnh nhanh chị em quay lại cho anh chị rõ hơn thông tin cụ thể hơn để anh chị nắm ha mình di chuyển thẳng đường này anh chị là khoảng là 300m là sẽ đụng tới đường nhựa nha anh chị ra đó là một hướng về phải là về chợ Sờ Hộp là khoảng là 1 km cũng trên đường đó di chuyển về hướng trung tâm thành phố Hồ Chí Minh là khoảng là 60 cây số còn di chuyển về thành phố Mỹ Tho anh chị là khoảng là 2 km là tới anh chị với diện tích là ngang là 40 sâu vô là 50 anh chị nên tổng diện tích căn nhà và giường của mình đó là 2.000 mét vuông với hai hướng là hướng Bắc và hướng Tây anh chị đây bên tay phải anh chị ha thì có một số cái mã nha anh chị là cái đường này đường công cộng nha anh chị mảnh giường mình và căn nhà anh chị là hai mặt tiền nha một mặt là mình đi chuyển vô là thẳng vô á là một mặt đó là hướng bắc nha anh chị còn một mặt bên tay phải nữa mà là đường 3 mét luôn là cái đó là mặt đó là mặt tiền đó là 20 m mét là hướng tây đó có hai mặt anh chị đi vô đường nào cũng được nha anh chị cái đường này đó là chủ cho mình vô là khoảng là hai mét rưỡi anh chị đường xe ô tô vô được nha cái cửa này đó thì người ta sẽ làm lại cho mình nha tại vì bên tay trái, trái có một cái căn nhà nữa là cũng anh em người ta ở giờ người ta bán căn nhà ở bên trong nên người ta cho đường hai mét rưỡi đi vô nha anh chị Là đường xe ô tô mà vô tới căn nhà luôn nha vị trí căn nhà và mảnh vườn mình đó chị là ở ấp bà xe xã thạnh phú huyện châu thành tỉnh tiền giang nha anh chị rồi còn một hướng nữa nè Để quay qua cho anh chị xem Cái đường này đường công cộng nha anh chị Đây mình đi lại xíu nữa Có cái cục điện anh chị ha Vượt trái lên khoảng là 30 mét thôi là Có cái đường mặt tiền nữa anh chị nha Đường công cộng là 3 mét vậy luôn nha Đó anh chị đi đường đó cũng được là Mặt đó là 20 mét nha anh chị tao với hai cái mặt tiền để anh chị vô ha anh chị vô đường nào cũng được nha anh chị rồi không để mất thời gian của cô chú và anh chị nữa em di chuyển vô căn nhà quà mảnh vườn à, cho anh chị tham quan ha em xin mời anh chị nha à, em xin nhắc lại nha cái đường này là chủ à, làm lại cho mình là hai mét rưỡi anh chị xe ô tô mà vô tới trong căn nhà được nha căn nhà bên tay trái nè chị nha là căn nhà thì cũng à, anh em người ta ở ha nên lúc trước người ta phải đi chung một đường đó nếu anh chị cô chú nào mua cái căn nhà và mảnh vườn này á thì chủ sẽ làm đường hai mét rưỡi riêng biệt cho mình nha anh chị em nó cụ thể chính xác để anh chị nắm được cái căn nhà nghỉ dưỡng của mình nha Nếu mà anh chị di chuyển về quốc lộ A đó chị Lên hướng cầu tóc là khoảng là 3 km nha anh chị Còn về khu công nghiệp à Bình Đức á, là di chuyển khoảng 4 số là tới nha một mảnh vườn à, cây vườn trái rất là nhiều với chị hiện tại trồng bưởi nè trồng dừa nè và một cái vườn kiển nè và nhiều cây trái khác nha đây buổi anh chị thấy không nhìn rất là mê nha anh chị trên đất mình anh chị sạch sẽ không có mồ mãi gì hết nha anh chị với cái hai mặt anh chị đi mặt nào cũng được nha đây là mặt đường đường hướng này là hướng bắc nha anh chị còn một mặt là bên kia nữa là đan ba mét luôn là một mặt đó là hướng tây ha đây căn nhà mình anh chị nha nhà mình thì hiện tại thì chủ đang ở nha anh chị nhà thì cũng xây lâu rồi nhưng mà còn rất là kiên cố anh chị đây giường kiểu anh chị thấy không nhìn rất là mê nha anh chị nếu anh chị mua căn nhà và mảnh giường này á thì chủ cũng tặng cho mình một số cây kiển ha ở trước sân nha anh chị mình về mình chơi ha căn nhà mình đó anh chị thì được một phòng khách ha ba phòng ngủ một cái không gian bếp một nhà vệ sinh rất là rộng rãi ha và một cái nhà tắm nha anh chị đây là cái trước sân này anh chị anh chị thấy không rất là rộng rãi nha anh chị đây để em di chuyển sâu bên trong quay cho anh chị xem ha đây này là đất cây lâu năm nha anh chị chưa có thủ cư nha lúc trước thì à, gia chủ á, có khi gặp anh em có thủ cư nhưng mà sau này á, thì chủ hạ giá rồi anh chị hạ giá rất là nhiều rồi giá chỉ có là 2 tỷ rưỡi anh chị nên tổng cái căn nhà và mảnh vườn mình đó là 2.000 mét vuông đó thì giờ chủ không có cho thủ cư nha chị tại tổng diện tích á, cái miếng đất và căn nhà này á là 2.600 mét vuông nha anh chị thì chủ cắt ra cho mình là 2.000 mét vuông thôi đó nói thông tin cụ thể chính xác để anh chị nắm ha à, xíu nữa em sẽ đưa lên cái sổ thông tin để anh chị nắm một lần nữa nha đây chị thấy không nhà tựa thì cũng rất là mới nha chị thì nhà này cũng xây lâu rồi nhưng mà cũng rất là kiên cố nha Hiện tại thì gia chủ đang ở luôn nha. Nếu mà anh chị di chuyển về à, tiện ích gần nhất ở đây á, là chợ Sài Hộp nha anh chị. Ở đó thì có thế giới động nè, rồi, à, điện máy xanh nè, trường học nè, và nhiều tiện ích khác ha. Anh chị về đây nghỉ dưỡng rất là mát mẻ nha anh chị. Khu này rất là an ninh nha. Mình di chuyển ra đường nhựa chỉ có là 300m thôi. Đó, đường à, hiện tại đó là đường ô tô đan 3m nha chị, là đường công cộng nha với hai đường vô. Một mặt đó là hướng bắc và một mặt nữa đường down 3 mét là hướng tây đó anh chị thích hợp hai hướng này đó thì về đây mình ở nghỉ dưỡng à, quá là tuyệt vời nha anh chị một cái giường cây ăn trái rất là mê nha anh chị hiện tại em đang quay ở trong nhà trước rồi sau đó em di chuyển ra cái mảnh giường quay cụ thể cho anh chị xem ha nếu mà anh chị ở với tho di chuyển đây gần nha anh chị khoảng hai cây số là tới rồi nha anh chị và cô chú cũng đừng quên à, like chia sẻ à, nhấn nút đăng ký dưới màn hình để tương tác với em để nhận được video mới nhất tìm đất nền đất công đất vườn nhà ở để cho anh chị đầu tư hay là về đây nghỉ dưỡng và nhiều mục đích khác nha anh chị à, đây là phòng thứ hai và phòng thứ ba nè anh chị không gian rất là rộng rãi nha anh chị đây để em di chuyển lên cái, cái phòng khách để cho anh chị tham quan ha đây có bộ ngựa anh chị không rất là đẹp nha anh chị gỗ nè tìm di chuyển ra 300 m là đường nhựa là đường nhựa là kêu bằng đường quyện à, 35 nha anh chị đây là cái hướng tây nha anh chị ha đó còn một hướng nữa là hướng bắc nha anh chị hai mặt anh chị đi mặt nào cũng được nha anh chị còn đây là cái định vị để em đưa lên cho anh chị xem cụ thể ha ở đây mình cách đường quyện 35 chỉ có là 300 m thôi còn đây là cái sổ này anh chị Ở đây là ở ấp bà xe xã Thành Phú huyện Châu Thành tỉnh Tiền Giang nha anh chị Với diện tích là ngang là 40 sau vô là 50 nha anh chị Gia chủ ký gửi giá bán là 2 tỷ rưỡi nha Giá này là chủ đã bớt anh chị Lúc trước thì chủ kêu cao hơn giá này nha anh chị Giờ đang gặp khó khăn nên giảm cực à, mềm rồi anh chị lên tổng diện tích cái căn nhà và mảnh vườn mình á là 2.000 mét vuông nha anh chị, đất mình là đất cây lâu năm nha, chưa có thu cư nha anh chị. đây anh chị không, đây là cái uh, sổ đây là sổ đỏ nha anh chị, thì uh, gia chủ á, sẽ bao uh, giấy tờ trọn gói hết cho mình luôn, này là người ta kêu về chính quyền xuống rồi đo đạc ra bản vẽ rồi uh, mới ra công chứng nha anh chị, người ta bao trọn gói hết cho mình luôn, mình rất yên tâm về uh, giấy tờ ha giá 2 tỷ rưỡi này đó giá này còn thương lượng nên chị nha nên anh chị rất yên tâm về giá cả ha rồi em để em di chuyển ra cái phòng khách anh chị ha rồi em di chuyển ra bánh giường quay toàn thể cái phần không gian cái không bánh giường cho anh chị xem ha căn nhà này thì nhà, có cấp 4 nha anh chị xây cũng lâu rồi ha nên cũng còn mới anh chị tại ta cũng tu bổ lại đó chị ta ăn đang ở anh chị ở trên trần thì gia chủ cũng thiết kế À, đóng lập không đó, rất là mát mẻ nha anh chị đây cửa thì à, cũng đơn giản thôi cửa sắt à, à, có lồng kiến đó nhìn rất là cũng sáng căn nhà nha đây là cái không gian ở phía trước là chị ha một cái giường bưởi à, nhìn rất là mê nha anh chị trái xum xê luôn đó anh chị trên đất mình á, thì à, sạch sẽ không có mồ mã gì hết nha anh chị không có dướng dây điện gì hết nha với hai mặt nha anh chị một mặt đó là hướng bắc còn một mặt nữa là hướng Tây Đó anh chị đi hướng nào cũng được hết nha Là cái đường công cộng là đa là 3 mét anh chị Xe ô tô, à, xe tải nhỏ mình vô tới à, vị trí căn nhà nghỉ dưỡng mình luôn nha Khu này thì nhà cửa rất là đông nha anh chị Nên anh chị rất yên tâm nha Khu này thì rất là an ninh đó anh chị nè à, Xung quanh cái mảnh giường bưởi này chị không Có hệ thống bích quay đầy đủ hết nha anh chị đó mình không cần thứ tay nha mình kéo cò dao lên thôi làm tưới à, đủ cái nước để cho bưởi và cây ăn trái của mình à, nhanh chị qua wow, vậy đâu một cái vườn bưởi anh chị không trái nhìn chưa rất là mê nha anh chị trái rất là nhiều nha cái này là thiếu phân đó chị nếu mà có phân nữa trái nó rất là bự nha chị trái này còn nhỏ nha gia chủ ký gửi giá bán là 2 tỷ rưỡi nha anh chị cái căn nhà và mảnh vườn này anh chị lúc trước thì gia chủ có gửi bên em giá cao hơn giá này nha thì qua dịch rồi gia chủ cũng đang gặp khó khăn nên hạ giá à, rất là mềm là anh chị giá chỉ có 2 tỷ rưỡi anh chị nha nên tổng căn nhà và mảnh vườn mình là 2.000 mét vuông có hai hướng hướng bắc và hướng tây vị trí ở đây là ấp bà xe xã thạnh phú huyện châu thành tỉnh tiền giang nha anh chị đất và nhà mình là cây lâu năm nha nếu anh chị ở sài gòn á, mình di chuyển về đây là 60 mươi cây số anh chị à, anh chị có xe ô tô xe tải là về đậu trước cái căn nhà nghỉ dưỡng mình luôn nha anh chị đó có hai mặt anh chị vô ha bất sản đất việt cũng nhận ký gửi mua bán nhà đất anh chị và cô chú nào có nhu cầu bán đất nền à, đất công đất vườn nhà ở thì liên hệ bên em số điện thoại dưới màn hình ha em sẽ ký gửi bán nhanh dành cho cô chú và anh chị nha wow, thì bữa này quay cao cho anh chị xem thấy không rất là tốt nha anh chị rất là xanh tốt nha trái cũng rất là nhiều nha anh chị cái này là buổi à, da xanh nha anh chị từ cái căn nhà nghỉ dưỡng mình á thì di chuyển ra đường nhựa chỉ có là 300m thôi rất là gần nha anh chị thì thuận tiện cho anh chị về đây mình nghỉ dưỡng ha thì cái mảnh vườn này anh chị cũng thấy rồi đó cây trái thì rất là nhiều mà khu này rất là an ninh mình đi chợ cũng rất là tiện ví dụ có anh chị có con cái đi học đây cũng rất là gần nha anh chị di chuyển khoảng là khoảng một cái số đổi lại thôi là tới rồi còn di chuyển vô trung tâm thành phố Mỹ Tho là khoảng 2 cây đến là 3 cây là tới anh chị nha. Nhìn trái rất là mê nha anh chị. Đó trước màn hình anh chị thấy không? Đó có trụ bê tông đó. Có cột điện anh chị, đó đường đan 3 m đó anh chị ha, là mặt thứ hai nha. Tao chụp quay lại gần xíu nữa cho anh chị thấy được cái đường đan ha, cái mặt thứ hai nha anh chị. Nếu anh chị đi đường kia cũng được mà đường này cũng được nha anh chị, nó hai đường vô cái căn nhà nghỉ dưỡng của mình nha. Đây quay gần lại cho anh chị thấy rõ hơn nha. Giường mình đó thì sạch sẽ không có màu mãi gì hết anh chị. Khu này thì có điện, nước, cáp, wifi đầy đủ hết nha. Nên anh chị rất yên tâm. Ở đây thì xài nước nước ngọt nha anh chị. Không có phèn cũng không có mặn nha. Nên anh chị cũng rất yên tâm ha. Đây cái đường này anh chị thấy không. Đường này đang là 3 m cộng cộng nha anh chị. Là đây là mặt tiền thứ hai Mặt này là hướng tây nha anh chị còn cái đường nãy vô hai mét rưỡi là cái đó là hướng bắc nha nó có hai mặt anh chị vô hướng nào cũng được hết nó rất là thuận tiện rất là không thoáng rồi đến đây em kết thúc video à, quý đầu tư và anh chị nào quan tâm căn nhà nghỉ dưỡng này thì liên hệ bên em ha thì em sẽ dẫn coi trực tiếp và gặp chính chủ ha Ốc xã được biệt xin chào và hẹn gặp lại ở phần video tiếp theo